Năm tháng là một trong những thời điểm quan trọng nhất của giáo hội Công giáo, nhưng vì chúng thường chỉ xảy ra mỗi 25 năm một lần, chúng thường bị hiểu nhầm, và năm tháng lòng thương xót diễn ra trong năm nay lại là năm tháng đặc biệt. Điều này thậm chí có thể gây rối rắm hơn nữa. Dưới đây là câu trả lời cho một vài câu hỏi phổ biến nhất về năm tháng lòng thương xót. Năm tháng là gì? Giáo hội Công giáo lấy cảm hứng từ truyền thống Do Thái để bắt đầu cử hành năm đại xá hoặc năm thánh, những từ này có thể hoán đổi cho nhau. Truyền thống này của Công giáo bắt đầu vào năm 1300 bởi Đức Giáo hoàng Bonifacio thứ 8. Năm thánh là một sự ân xá chung mở ra cho tất cả mọi người, đó là lời mời gọi đặc biệt để mọi người tìm đến với Thiên Chúa và tha nhân. Năm thánh bình thường và năm thánh đặc biệt khác nhau ra sao? Có những năm thánh bình thường và những năm thánh đặc biệt. Kể từ năm 1475, các năm thánh bình thường được tổ chức 25 năm một lần, nhưng năm thánh đặc biệt chỉ dành cho những dịp đặc biệt. Cho đến nay đã có 24 năm thánh bình thường và 4 năm thánh đặc biệt. Năm thánh lòng thương xót được khởi xướng bởi Đức Giáo hoàng Francisco sẽ là năm thứ 5. Năm thánh đặc biệt cuối cùng được cử hành bởi Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II vào năm 1983. Ngài cũng cử hành năm thánh bình thường gần đây nhất, năm thánh của năm 2000. Tại sao Đức Giáo hoàng kêu gọi thiết lập năm thánh đặc biệt? Đức Giáo hoàng công bố năm thánh lòng thương xót vào tháng 3 và ra quyết định chính thức khi ngài đọc tông sắc vào tháng 4. Vào thời điểm đó, ngài đã giải thích lý do. Semplicemente perché la Chiesa in questo momento di grandi cambiamenti epocali è chiamata ad offrire più fortemente i segni della presenza e della vicinanza di Dio. Questo non è il tempo per la distrazione. Ban tổ chức của năm thánh giải thích sâu hơn về tầm quan trọng thiêng liêng của nó. Nó nên khiến chúng ta hiểu rằng ý nghĩa căn bản của dịp kỷ niệm này là để quay trở về với chính mình, để hiểu rằng chúng ta có một khao khát sâu thẳm đối với Thiên Chúa. Năm thánh sẽ kéo dài bao lâu? Năm thánh không nhất thiết phải kéo dài 365 ngày. Năm thánh lòng thương xót sẽ kéo dài chưa đầy một năm. Nó sẽ khai mạc vào ngày 8 tháng 12 và kết thúc vào ngày 20 tháng 11 năm 2016. Có bao nhiêu người sẽ đến Roma? Năm thánh 2000 đã thu hút khoảng 25 triệu khách hành hương đến với Roma. Ước tính số du khách đến Roma trong năm thánh lòng thương xót cũng sẽ tương tự như vậy. Sẽ có rất đông người trong suốt cả năm tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô và các nhà thờ khác trong khu vực. Những chủ cửa hàng gần Vatican nói rằng họ đã sẵn sàng cho một năm bận rộn. Những sự kiện gì sẽ diễn ra? Đây sẽ là một năm vô cùng bận rộn. Một khi cánh cửa năm thánh tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô được mở vào ngày 8 tháng 12, những cánh cửa năm thánh khác trong thành phố cũng sẽ được mở. Các sự kiện sẽ xoay quanh chủ đề về lòng thương xót. Điều đó có nghĩa là sẽ có những hành động chăm sóc đặc biệt để khiến bí tích hòa giải trở thành một phần chính yếu của năm thánh. Chắc chắn bí tích hòa giải sẽ có một vị trí trung tâm trong mọi ngày của năm thánh, nhưng sẽ có một số nhà thờ đặc biệt. Ba nhà thờ gần đền thờ Thánh Phêrô sẽ được dành riêng cho việc cử hành bí tích hòa giải. Sẽ có một buổi canh thức cầu nguyện để lau khô nước mắt vào tháng 5 và ơn đại xá dành cho các tù nhân vào tháng 11. Tham khảo trang www.im.va để biết thêm thông tin về tất cả các sự kiện sắp tới. Cánh cửa năm thánh là gì? Nghi thức đầu tiên của năm thánh lòng thương xót là việc mở cánh cửa năm thánh. Trong chuyến viếng thăm châu Phi, Đức Giáo hoàng Francisco đã mở cánh cửa năm thánh tại nhà thờ chánh tòa ở Bangui, Cộng hòa Trung Phi. Đây là một cử chỉ mạnh mẽ cho thấy năm thánh lòng thương xót rộng mở tất cả mọi nơi trên thế giới. Nhưng Đức Giáo hoàng cũng sẽ mở cánh cửa năm thánh được biết đến nhiều hơn ở Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô. Thông thường nó chỉ được mở ra 25 năm một lần. Thực tế một bức tường gạch được xây lên để che chắn cho đến khi nó bị tháo dỡ cho năm thánh kế tiếp. Do đây là năm thánh đặc biệt, cánh cửa năm thánh sẽ được mở sớm hơn, chỉ 15 năm sau khi nó bị đóng lại. Cánh cửa năm thánh tượng trưng cho cách thức đặc biệt mà người Công giáo có thể tự mở rộng lòng mình trước đức tin của họ. Đến Roma có an toàn hay không? Sau các vụ tấn công khủng bố tại Paris, an ninh đã được tăng cường ở khắp châu Âu. Do là vị trí trung tâm của giáo hội Hoàn Vũ, Roma được xem như một mục tiêu khả thi khác cho một cuộc tấn công khủng bố trong tương lai. Năm tháng sắp tới mang lại mối lo ngại về khả năng của một cuộc tấn công. Quân đội tuần tra và cảnh sát Ý liên tục có mặt ở tất cả các điểm du lịch chính, đặc biệt là Vatican và quảng trường Thánh Phêrô. Tuy nhiên, hầu hết người dân Roma lại lo ngại hơn về việc liệu hệ thống giao thông công cộng vốn không đáng tin cậy của thành phố có thể đón nhận thêm lượng du khách hay không.
hơn là lo lắng về khả năng của một cuộc tấn công khủng bố.